trong trong đất đất mây chỉ trời cuốn thiêu trong trong đất đất chỉ trời đầy đầy đông đông mây dẹp mơ mắt việc ngoài bình bình nhung nhung Thank you.
bay tiên ông hoàng mười bình bình bút an thiên hạ cho chẳng họ âu ca cổ thành thành trông lên đỉnh giáp non thấy quan hoàng thập thập ngày đang sinh sắc sắc ở trên ngàn thông thông dung đấng đấng tờ thạch bàn xa nghe tiếng hát tiếng đàn thông thông reo trong dòng nước dày chút dẻo ở quanh quanh sườn ấy là đi xa thoáng thoáng mùi hương không bằng một góc xa lan hồ gần xa xôi cho cũng nên gần ngắm ngắm hoa rồi lại bước ta ra xa kia đôi chim hét nó đã tung tung bay trời tươi đẹp lắm lắm thay xem cảnh này lòng lòng này hòa mình bố đâu xin quan hoàng mời ngài nhập nhập chăm chăm hoa sao kết nở mừng mừng ngày tiệc vui tề tay tiên chúa chân phổ đạo nhất nhất nở tuần số bốn nâng lên bề ngọc bề các cô nâng vào là vào người xưa các cô nâng vào là vào giúp đỡ hoàng người xưa nhị tuần tuần là sắc sắc lên màu các cô sắc thân người là người sắc ông hoàng người sưởi ô cô sưởi rất ông hoàng người sưởi tâm đôi tay sắc diệu mờ sắc sắc lên lên bề bề ngọc cô sắc sắc mời là mời sắc quan hoàng người sưởi các cô sắc sắc là người sức quan hòa người xưa lâu
mà thuyền ai thả lưới buông câu. Thay thuyền nề quan hoàng thập chèo đua về đền sông. Khoan ơi dù khoan ơi, thuyền quang hoàng mười dập dìu trên sông sông nước mênh mông. Tôn kính ngôi tam tòa trong đêm lòng hoàng thấy lâng lâng, uy danh tiếng quan hoàng mời dựng nghi cơ giữ yên trời nam. Muôn ngàn ngàn bắc trung nam phụng thờ độ cho nước non bình an. Con chúc chúc ghi ông được đẹp bao bao xa đâu đâu. Trong vùng phủ tư tiếng đồn đẹp đẹp xa năng đông cầm nằm quân quân đánh đánh sạc đang giữ cho con sông gặp gặp bao bao tàn hài hài. Hút mưa siêu phách phách mạnh tan mưa tan chịu thua. Ông đi tới đâu dân dân chúng con vui đón mừng ấm. Những quan hoàng mười ngàn đắng còn ghi như mãi. Cúi xin ông mười ông về tiếp tiếp lọc lòng đề đá. Thank you.
ông mười bề say say chỉ mà anh nghĩ đông đông mưa say thơ lý bạch bạch say đàn bì bà ở nhà ông mười bề say điểm điểm phật phật nền di đà say chắc chắn đình 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 núi ông mười say hoa buồn mùa say hoa ở trên trời đẹp đất nghệ mấy chân trời đẹp nhất qua mấy để sóng sơn hôm nay đẹp đẹp nhất nhất chỉ có bóng quan hòa mười có bao bóng quan đi hòa mười chiếc chim khăn khăn điều hoàng ngự ảo bao ba anh hoàng chiếc khăn điều ngự ảo bao ba anh trần phàm bố anh hòa đường bức bức trai trai minh đẹp đẹp như quán hoàng mười bức tranh đẹp như quán hoàng mười dù rằng xa xôi cách cách chờ quan hà họ nguyện con nhất tâm hầu thành ông mười biết đăng trình hoàng về hồ đây một bộ xin chi ai chỉ vì về việc thành hành mà tình con cá kỹ được gặp nhau dù có xa xôi dù có xa xôi đích lại cho tên gần gần xa xôi lại cho tên gần gần một ngày nắng nằm tôi buồn phù cả gái phải như con trong trong một nhà phải như con trong trong một nhà ơn trên như biển như nơi trời ơn hoàng chúng con nay xin nguyện sẽ làm tôi trong cho tới trọn cuộc đời làm tôi cho tới trọn cuộc đời trên bộ xa đi xem tan giặc sự cũng chỉ vì hoàng thương dân sợ thiếu người về xa xôi đang hay đi mà còn cách trở xưa hay vì
con cách giờ con sống năm, nhưng ngày nay đã có câu bị quỷ ung dung ông mười ngồi, ung dung ông mười ngồi. Xin về bài thơ hoàng xa về bạn hội chúng con anh ngẩn ngơ mỉm cười ông minh nhắm nhắm dù đến sang xuân xuân ông lại về xe vàng trên thượng thiên sẽ ăn mây vàng khi con xin điều đó ông có mời vào vui chân nghề hát xuân thành giang.